Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Bây giờ là gần 1 giờ đêm rồi. Anh em bọn em đang ở bến xe Hà Giang, thành phố luôn. Thì hôm nay bọn em sẽ về một con xe mà số tự động dưới 200 triệu mà trong khoảng thời gian qua rất nhiều bác khách hàng qua cửa hàng để tìm. Thì hôm nay em mua được một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2009, nhập khẩu bản full, la răng hoa và có hai sấy ghế màu lông chuột. Đối với Kia Morning nhập khẩu màu lông chuột này thì từ trước kia nó vẫn là màu mà đắt nhất rồi. Đấy, đèn hạt xoài nhá. Xe này thì anh em đang test, phải test thật kỹ. Đấy, em đang test về phần ốc má cũng như và ốc cabo và phần keo chì. Đó, và toàn bộ máy số anh em test kỹ lắm, nói chung là 3-4 anh em cùng kiểm tra cơ. Các bác cứ theo dõi video của em, những video mà em đi mua xe thì thường là có 2-3 anh em kiểm tra. Xe này em mua trực tiếp của bác dân. Khi mà mua qua thợ nhá, mua qua thợ thì các bác thợ mà mình mua nhiều và mua quen rồi thì các bác tả thì gần như là không phải xem lại mấy. Nhưng tuy nhiên thì khi mua của dân thì các bác không không biết về xe cũng như là các bác sẽ không tả cho mình, thì mình phải test thật kỹ. Con Morning này thì khá là đẹp về phần nội thất cũng như là cột kèo. Về phần vỏ thì kính cửa là zin hết, toàn bộ thông số kính cũng như là nội thất thì rất là mới, da pha nỉ, gần như là không bị rách tí nào luôn. Đấy, con xe này thì loại này thì nó chạy khá là chất, nó chạy tốt hơn so với bản Việt Nam rất nhiều nhá. Con xe này trước nó là gốc 20 Thái Nguyên, trước chủ cũ ở 20 biển Thái Nguyên luôn ở chỗ em. Em biết con xe này. Đấy, thế nên là bán về trên Hà Giang, giờ các bác Hà Giang có nhu cầu bán lại thì do liên hệ trước khi biết từ trước Thái Nguyên nên là anh em bọn em lại mua lại con này luôn. Thì đang kiểm tra lại xem nó có đẹp như hồi ở Thái Nguyên hay không. Đấy. Đây, con này gốc Thái Nguyên nhá, từ mới. Và anh em thì bọn em mua xong rồi, bây giờ đang trên đường về rồi nhá. Con Kia Morning này chạy khá là tốt luôn. Đây, hai anh em đang chạy này. Đó, con này thì có cảm biến áp suất lốp cũng như là về cam hành trình. Đây, điều hòa tự động và sấy ghế số zích zắc nhá, số zích zắc. Morning này nó có nhiều bản lắm, nó có số bản số thẳng và số zích zắc, bản 1 bóng khí, 2 bóng khí, 4 bóng khí. Đó, con này của em là bản 2 bóng khí số zích zắc và nội thất da pha nỉ. Đấy, anh em đang chạy này. Các bác gần như là ngồi trong xe không nghe tiếng ồn đâu. Con này chống ồn rất là tốt, cũng như là xe thì gầm bệ chạy rất là chắc, lốp dép thì cả dàn lốp Michelin mới. Đây, anh em đang chạy trên Hà Giang này, bây giờ loanh quanh hơn 2 giờ, về đến nhà thì có lẽ là khoảng 6 giờ sáng. Đây. Đó, xe em sẽ test cho các bác từ keo chỉ, từ gầm bệ, quay kỹ cho các bác, sau đó là sẽ test từ luôn cả cung đường. Đấy, đi đường Hà Giang Tuyên Quang đi quốc lộ 2 và chốc nữa em sẽ đi qua đèo Khế. Đó, thì để xem con xe này về từ phanh đến rô tin cũng như là gầm bệ nó đi như thế nào. Để về phải kiểm tra và làm những gì để khi bán cho các bác một con xe mà nó chỉ tầm chưa đến 200 triệu mà số tự động xe nhập con này thời điểm trước nó hơn 200 rất nhiều. Đấy, xe thì chạy rất là tốt rồi, trần thì vẫn trần nỉ nguyên, anh em chạy này. Đó, hai anh em đang chạy khá ổn định luôn trên con xe này. Đó, đồ đạc trong xe thì có cam hành trình, có hai sấy ghế, có điều hòa tự động. Anh em có xe muốn bán thì nhớ liên hệ với em nhé.